Thưa quý vị, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 3.000 người là nạn nhân da cam, trong đó có 1.200 người trực tiếp tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc. 600 người là thế hệ thứ hai bị phơi nhiễm, còn lại trên 2.000 người là dân thường. Đa số nạn nhân chất độc da cam có gia cảnh khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, thời gian qua, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đối tượng này. Sự hỗ trợ kịp thời, phần nào xoa dịu nỗi đau da cam và giúp các nạn nhân và gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Ghi nhận về sự nỗ lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nội dung được chuyển đến quý vị trong tiêu điểm 60 cộng trưa nay ngày 10 tháng 8, cũng là ngày vì nạn nhân chất độc da cam. Hội nạn nhân chất độc da cam và bảo trợ xã hội thị xã Phú Mỹ vừa trao tặng 30 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Dịp này hội còn trao tặng 11 xe lăn cho người khuyết tật, người cao tuổi khó khăn. Tổng kinh phí trao tặng quà là 42,5 triệu đồng do hội vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ.